Xin kính chào cô chú anh chị các bạn, rất vui được chào đón cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh, trở lại với vườn mai của anh Tý và chị Châu ở khu dân cư Ngân Thuận, cô chú anh chị các bạn, đối diện với công viên luôn ha, trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Cần Thơ. Hôm nay chia sẻ cô chú anh chị các bạn mai đại lộc với Cúc Thọ Hương ha cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn vừa qua đã ủng hộ anh Tý và chị Châu rất là nhiều. Kính chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe, thành công và may mắn trong mọi lĩnh vực. Rồi hôm nay mình giao lưu thì cô chú anh chị các bạn xem clip thì thật là vui. Và nhà thấy cây nào mình thích thì liên hệ trực tiếp với chị Châu giúp mình nha cô chú anh chị ơi. Để mình nhận được cây nhanh hơn, mình mua được cây nhanh hơn ha cô chú ha. Rồi bây giờ em vô clip hôm nay nha cô chú anh chị. Rồi chào anh Linh Nghiệp nha. Rồi Mỹ Châu xin mến chào cô chú anh chị đang xem clip. Hôm nay là em giao lưu cùng cô chú anh chị là một số mai đại lộc với Cúc Thọ Hương ha. Mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho Mỹ Châu ha. Qua số điện thoại là 0944 383 255. Rồi. Em quay vô clip cây số 1 ha. Vô cây số 1 của chú anh em ơi. Số 1 là mai đại lộc nha cô chú anh chị. Chương trình của em là bao ship toàn quốc nha. Địa chỉ của em ở là khu công viên Ngân Thuận, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha cô chú. Số 1 mai đại lộc ha. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế đẹp tàn đẹp nha. Đại lộc là bông từ ba mấy cánh trở lên á. Đâu có ai là mất cỡ đâu quay dữ vậy. Rồi cho thông số. Vậy nhanh quá là chốt cái áo màu đỏ, cái áo hồng. Rồi hỏi rồi. Bình thăng là 20 nha cô chú. Bình thăng 20. Dạ. Trang cổ là ok. Chiều cao là 46. Chiều cao 46. Tán ngang là 49. Rồi, tán ngang 49. Mã số 1 em giao lưu giá 900.000 bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0944 383 255 nha cô chú anh chị. Số Zalo của em cũng là số hàng đó. Hàng Tết luôn, hàng thường chậu luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi, ok. Rồi. Cô chú anh chị nào chốt thì em bó bầu em gửi ha, cho nó chắc cái cây ha. Tiếp theo là mã số 2 là Cúc Thọ Hương. Mà vẫn còn nha cô chú. Một tuần lễ luôn đó cô chú. Mà vẫn còn nguyên luôn ha. Nụ nhóc luôn. Thấy nhà nó chậu trứng vô mặt. Nè, chuẩn bị cho nụ cái bông chọc vô. Cái này đã bông nhiều không? Mấy nay em đeo đủ đủ thì kiếm về nở hoa nữa nha. Rồi, ra luôn xấu này luôn. Này, cũng tàu hương của anh em ơi, chuyện số 2. Quỳnh Thăng là 15 rưỡi nha cô chú anh chị. Quỳnh Thăng 15 rưỡi. Chiều cao là 56. Chiều cao 56. Tán ngang là 51. Ngang 51. Mã số 2 em giao lưu giá 1.400.000 bao ship toàn quốc ạ. À. Đại lộc mã số 3 nha cô chú anh chị. Đại lộc mã số 3. Dán bay nha cô chú. Quá thằng mốt ghê, con viên là thằng quay luôn. Quỳnh Thăng tại vị trí này là 16 nha cô chú anh chị. Quỳnh Thăng 16. Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Tán ngang là 50. Mã số 3 em giao lưu cùng cô chú anh chị giá 800.000 bao ship toàn quốc. Rồi chị cắt đổi cây. Tiếp theo là mã số 4, lùng lực bonsai nha cô chú, đế đẹp ha. Thích hợp để bàn nha cô chú. Lùng lực bonsai luôn. Này Tết thêm bông nhiều chú bán chè. Lúc nhóc chân trong. Chạch chạch cái này. Đế đẹp ha cô chú. Đế lực ha. Quỳnh Thăng là 24 nha cô chú anh chị. Quỳnh Thăng 24. Chiều cao là 45.
Chiều cao 45. Tán ngang là 56. Tán ngang 56. Mã số 4 Mai Đại Lộc. Em giao lưu giá 900.000, bao ship toàn quốc. Mã số 6, ổ số 4, 900.000. Lộc với chúng anh chị em ơi. Mã số 4 giá 900.000, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Nó nhiễu nhiễu thì giật mình. Rồi, mình đó cây. Trời, tính một tay luôn, trời. Tiếp theo là mã số 5 ha cô chú anh chị. Mã số 5 là mai cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Đẹp luôn, dây sẵn luôn cô chú anh chị, em đẹp luôn. Toàn đẹp ha cô chú. Toàn đẹp, dáng đẹp nha cô chú. Đế đẹp nè. Mã số 5 cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Bông từ ba mấy cánh. Cái này phải không đẹp, mì gói. Ở đây là em vô dây sẵn hết trơn nè. Huỳnh Thăng là 19. Huỳnh Thăng 19. Chiều cao là 69. Chiều cao 69. Tán ngang là 60. Mã số 5. Em giao lưu cùng cô chú anh chị là giá 1.700.000. Cúc thọ hương. Mã số 5 giá 1.700.000. Tiếp theo là mã số 6 Mai Đại Lộc nha cô chú anh chị. Mã số 6 Mai Đại Lộc. Để đẹp cô chú anh chị. Thân lắc lượng nha cô chú. Cái này là cái thân nó hơi quái ha. Đây nó cũng đỉnh đầu rồi nó lên là nhiều. Tế nở nha cô chú. Rồi Hoàng Thăng là 16 nha cô chú. Rồi Hoàng Thăng 16. Chiều cao là khoảng 28. Rồi chiều cao 28. Tán ngang là 48. Rồi tán ngang 48. Mã số 6 này em giao lưu giá 800.000 nha cô chú anh chị ơi. Rồi 800k cây mã số 6 luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Ok. Đó số 6 không? Đúng rồi. Tiếp theo là mã số 7 ha. Này dán trực mà toàn thông nha cô chú anh chị. Cái này mà Tết mà nó ra bung tàn bự ra ha. À, cây này đẹp lắm ha cô chú. Mã số 7 hay là Mai Đại Lộc nha cô chú. Quỳnh Thăng 20. Chiều cao là 86. Tán ngang là 61. Mã số 7 là em giao lưu giá 1.200.000 nha cô chú. 1.200.000 luôn cô chú chị ơi, cây mã số 7. Rồi đổi cây luôn. Rồi đổi cây. Tiếp tục là cây mã số 8 luôn cô chú chị ơi, cây cúc thọ hương. Nhìn thấy đẹp đẹp không vậy? Số 8 nha cô chú anh chị. Sáng làm gì em chủ cái con dặn dặn hết mong chịu không nổi với hai anh luôn á. Lần mâm sáng sáng thì lụng bông. Dặn chắc bông. Mã số 8 nha. Cái này là mã số 8 cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Sáng 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 mai. Rồi, cho thông sáng luôn bà chú. À, cúc hương em chú anh chị. Nhẹ nhẹ thôi bà nói quá cái câu mà mắc cỡ quay vù vù. Cỡ quay lẹ lắm. Không biết nhưng ngắt còn ngồi đó, ngắt hoài luôn. Rồi Quỳnh Thăng là 18 nha cô chú ơi. Quỳnh Thăng 18. Rồi cúc hương đẹp. Chiều cao là 77 nha cô chú. Tán ngang là 60. Mã số 8 này em giao lưu giá 1.700.000 nha cô chú. Rồi 1.700.000 cây mã số 8 luôn cô chú chị ơi. Coi cây cúc thọ hương tàn thông. Rồi đổi cây. Rồi đổi cây. Tiếp theo là mã số 9. 9 luôn nha cô chú chị ơi, cây Đại Lộc. Cây Đại Lộc mã số 9 nha cô chú anh chị. Rồi cây Đại Lộc mã số 9. Đế nở nha cô chú anh chị. Tàn đẹp ha. Rồi em đo số nha. Quỳnh Thăng tại vị trí này là 24 nha cô chú anh chị. Rồi Quỳnh Thăng 24. Chiều cao là 64. Chiều cao 64. Tán ngang là 60. Mã số 9 này em giao lưu giá 1.100.000, bao ship toàn quốc.
Rồi 1 triệu 100 ngàn luôn, mã số 9 luôn cô chú anh chị ơi. Bà chủ xong rồi tôi đi tắm luôn. Rồi số điện thoại của em là 0944 383 255 nha cô chú anh chị. Hey, rồi con trai đế đẹp đây. Đế đẹp ha, mã số 10. Đế nơm ha cô chú anh chị. Nơm mà quái quái ha. Mã số 10 là mai đại lộc nha cô chú. Chung những bà chủ nè, không ơi, chân kia không có bà chủ đâu. Rồi chung chủ đẹp không ơi. Anh hay quá, anh hay quá. Chân này mới đẹp nè. Này mà ra bông cái chớp luôn đã. Bông này xài cho bạn không chú anh chị. À, đại lộc. Quỳnh Thăng là 18 nha cô chú. Quỳnh Thăng 18. Chiều cao là 44. Chiều cao 44. Tán ngang là 50. Rồi, tán ngang 50. Mã số 10 em giao lưu giá 900 ngàn nha cô chú anh chị. Cây đẹp ha. 900 ngàn em bao ship luôn nha cô chú. Rồi, 900 ngàn luôn bao ship. Quá đẹp luôn. Quá đẹp mà quá rẻ luôn. Rồi, đỡ cây. Mã số 11, cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Mã số 1, cúc hương. 11. Tàn đẹp ha cô chú anh chị. Cây xanh tốt, khỏe ha. Rồi Quỳnh Thăng là 16 nha cô chú anh chị. Rồi Quỳnh Thăng 16. Chiều cao là 54. Chiều cao 54. Tán ngang là 60, mã số 11 giá 1 triệu 7 nha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu 7 luôn cô chú anh chị. Cây cúc thọ hương mã số 11. Tiếp theo cây đại lộc trắng long cô chú ơi. Ôi, ơi, nè. Trời trời. Mã số 12 nha cô chú. Đây bánh bao rồi. Chương sáng mà còn mạnh vậy đó. Cái này là cúc thọ hương. Ơi, cái này xin lỗi nha, cái này là mai đại lộc ha, đại lộc. Đại lộc mã số 12 nha cô chú anh chị, dáng lắc lượng ha. Dáng lông ha cô chú. Ừ thì nó chưa ăn sáng rồi nó bánh bao. Cây này dáng lông nha cô chú, dáng quái quái ha, đẹp ha, củ nở nha cô chú. Đít thì đít con gà mà cái dáng thì con rồng. Rồi, Quỳnh Thăng là 15. Đít nè ha. Cái củ là 22 nha cô chú. Chiều cao là 39 nha cô chú. Tán ngang là 66. Cây đại lộc mã số 12 em giao lưu giá 900 ngàn nha cô chú anh chị. Đó cây đen tí đây. Cây đẹp ha. Đẹp. Đẹp. Cây nào cũng đẹp hết trơn. Đây cây này quýt nè, cây thọ hương nè. Cái này là mã số 13 cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Đế đẹp nha cô chú. Tàn đẹp ha. Về là khỏi sợ phải mà vô dây hay này kia ha. Chậu luôn, phẩm luôn. Cái gì lâu lâu à, tưới nước không thích thì tưới phân sâu nhẹ nhẹ là tết nay bông. Bật tích luôn nha. Mã số 13, cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Đế đẹp nha cô chú. Đẹp luôn. Đế lực ha cô chú. Ừ. Rồi, Quỳnh Thăng là 18 rưỡi nha cô chú anh chị. Quỳnh Thăng 18 rưỡi. Đồ nguyên cái cũ. Cái cũ là 40. 40 nha. Ừ. Chiều cao là 65. Chiều cao 65. Tán ngang là khoảng 65 luôn nha chú. Ừ, rồi. Mã số 13 cúc thọ hương em giao lưu giá 3 triệu 2 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi đó cây anh ơi. Đời bây giờ vậy đó. Đời bây giờ nó vậy đó. Mã số 14. Cái lộn xộn quá. Nữa rồi đó. Gì nữa rồi. Dạo hơi ghi lộn. Cái này lùng lực nha cô chú. Mã số 14. Mã số 14 nha cô chú. Mai đại lộc ha. Rồi mai đại lộc cho mã số 14. Tết bông nhiều đúng rồi chú anh chị mà cũng luôn đó. Rồi Quỳnh Thăng tại vị trí này là 23 nha cô chú anh chị. Quỳnh Thăng 23. Chiều cao là 50. Chiều cao 50.
Tán ngang là khoảng 62 nha cô chú anh chị. Tán ngang 62. Mã số 14, em giao lưu giá 800.000, bao ship toàn quốc. Rồi, 800.000, bao ship toàn quốc, cây mã số 14 của chú anh chị em ơi. Rồi, cô chú anh chị em đổi cây. Cô chú anh chị em yêu thương cây nào liên hệ với chị Mỹ Châu. Để chọn những cây ưng ý cho mình nha. Tiếp theo là mã số 15 là mai dảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Rồi, cái mã số 15, mai dảo Thủ Đức. Cô chú anh chị thích loại mai dảo thì chốt cây này ha. Cây này tàn đẹp, đế đẹp ha. Tàn tròn đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Quay cái đế đẹp quá ha cô chú. Đế rất đẹp nha. Thường chậu luôn. Nhỏ trước thì đã ghép lên bo bự bự luôn, tàn tròn đẹp ha. Bông dảo, mai dảo thì đẹp ha cô chú anh chị. Rồi hoành thân là 20 ha cô chú. Hoành thân 20. Chiều cao là 84. Chiều cao 84. Rồi tán ngang khoảng 88 ha cô chú. Mã số 15 mai dảo Thủ Đức, mã số 15 ha. Em giao lưu giá 1 triệu 8 ha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu 800 ngàn cây mã số 15 luôn cô chú anh chị ơi. Cây dảo Thủ Đức luôn nha cô chú ơi. Tiếp tục cây mã số 16. 16 mai đại lộc ha cô chú anh chị. Rồi mã số 16 mai đại lộc. Sản phẩm vô dây sẵn luôn, mini để bàn. Đế quái. Đế quái ha, rễ lật ha cô chú. Mã số 16 là mai đại lộc nha cô chú. Đây mình sẽ thằng dù nhỏ nhỏ mini để bàn cũng được. Thằng đa cũng ok. Chú á, cho em muốn chơi tàn gì cũng được. Giờ những cây này là Tết là cho ra bông hết rồi ha cô chú. Rồi, cho thông số luôn nha. Rồi cho mấy thông số luôn. Rồi hoành thân là 22 tại vị trí này nha cô chú. Hoành thân 22 tại vị trí kia. Chiều cao là 45. Chiều cao 45. Tán ngang là 60. Tán ngang 60, ở đó chỗ này chỗ kia đúng rồi. Mã số 16 em giao lưu giá 900 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 16 900 ngàn bao ship toàn quốc cô chú anh chị em ơi. Yêu thương người nào liên hệ với chị Mỹ Châu nha, ở Bình Thủy, Phố Cần Thơ. Rồi kính chào. Tiếp theo. Cây cúc lục đỏ. Cúc lật đỏ nha cô chú anh chị. Mã số 17 nha. Rồi, mã số 17. Dạ cây này giống mới ha cô chú. Cúc lật đỏ. Cúc lật đỏ ha cô chú, bông là từ 20 mấy cánh trở lên, bông to ha cô chú. Cây này tàn lớn nha. À, cúc lật đỏ bông tàn bự luôn cô chú anh chị em ơi. Bông mà tàn bự ngồi. bông mà tàn bự nghĩ là bông đẹp đó, mà tại vì ngắn gọn đó. Bông tàn... to tàn lớn ha. Mã số 17 nha cô chú là mai cúc đợt đỏ ha. Rồi em đo thông số ha. Này đế nở ha cô chú. Rồi hoành thang tại vị trí này là 17 nha cô chú. Hoành thang 17. Đo cái cũ ha. Rồi cái cũ là 31 nha. Cũng 31 ha. Ở đây là 28,5 ha. 31 8,5. Chiều cao là 69. Chiều cao 69. Tán ngang là 67. Tán ngang 67. Cúc đợt đỏ mã số 17 em giao lưu giá 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi 2,5 triệu luôn cô chú anh chị ơi, cây cúc đợt đỏ luôn. Bao ship toàn quốc ha. Cái nào có chốt là 2 cây. Rồi, đỏ cây anh ơi. Chốt 2 cây, cây đọc đỏ áo đỏ với cây đọc đỏ áo xanh. 2 cây đọc đỏ. Tiếp theo là mã số 18 nha cô chú anh chị. Là mai đại lộc ha. Đế quái nha cô chú. Tí gì nói anh tí. Chị dâu chút chị mới tắm. Rồi hoành thân là 25 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân 25. Chiều cao là 71. Chiều
cao 71. Tán ngang là 64. Rồi, tán ngang 64. Mã số 18 này em giao lưu giá 1 triệu 3 nha cô chú ơi. Rồi, 1 triệu 3 luôn cô chú chị ơi, cây mã số 18 luôn cô chú ơi, cây đại lộc. Tiếp tục cây cúc họa hương. Cúc họa hương mã số 19 cô chú anh chị ơi. Số 19 luôn cô chú anh chị ơi. Cúc lỡ hương mã số dán siêu. Mình đủ rồi, nhìn cây này không biết diễn tả luôn. Rồi hoành thăng là 15 nha cô chú ơi. Hoành thăng 15, mình đam mê cây này rất đẹp. Quay lại bài. Bài chiều cao là 54. Chiều cao 54. Tán ngang là 52. Rồi, tán ngang 52. Mã số 19 này em giao lưu giá 1 triệu 6 nha cô chú anh chị. Rồi, dạ, số điện thoại của em là 0944 383 255 nha cô chú. Có Zalo không chị? Zalo của em cũng là số đó luôn. Rồi, số 3 luôn. Rồi, cô chú ơi, quen cái nào liên hệ. Sao những khách mới sao? Khách mới là khách quen. Có clip không ạ? À? Rồi, cái đó 19 phải không anh? Ừ. Này là mã số 20. Rồi, cái này có đại lộc con này nha cô chú. Đại lộc con nhóc luôn đó, cô chú ơi. Về hái, về lấy cây trồng thử luôn cô chú ơi. Đại lộc con nít nha cô chú. Biết rồi, chừng nó ra là đại thiên lộc luôn nha cô chú. Không giữ hơn cây đại lộc này nữa. Tại vì cây đại lộc này nó giống giảo mà nó ra được cây đại lộc thì cây đại lộc có thể ra là đại thiên lộc. Trời ơi, chơi luôn số luôn. Diễn tả sao cũng không bằng ý cô chú ha. Cô chú thích cây nào thì chốt cây đó giùm em ha. Đừng chốt cây màu đỏ là được rồi cô chú. Rồi cây đỏ để hay là rồi, để dưới vườn. Còn cây màu đỏ để làm giống cô chú ơi. Để làm giống dưới vườn cho anh tí. Rồi hoành thăng là 26 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thăng 26. Chiều cao là 65. Chiều cao 65. Tán ngang là khoảng 45. Tán ngang 45. Đại lộc mã số 20 là giá 1 triệu 3 bao ship toàn quốc nha cô chú. 3 luôn cô chú chị ơi, đổi cây luôn vô. Một cây. Cái cúc rồi. Được rồi anh tí. Sáng chưa ăn gì á, chỉ có ăn bánh bao không, cái một không rồi. Tại anh cản cái trong phần một tay thôi. Rồi mã số 21. Đây mã số 21 tàn đẹp luôn nha cô chú. Mã số 21. Bày dạ. Con luôn cô chú anh chị ơi. Cái này bông của cúc họ hương á nó rụng xuống á. Hay quá bà chủ này, hay quá, đừng có đâu có. Chủ hay. Sáng mở lên được cây bà chủ. Ừ. Rồi cái thân này giống bà chủ nè. Chủ nó chơi giỡn cái nha cô chú. Cây này giống bà chủ nè, hèn chi. Cái này cúc họ hương nha cô chú anh chị. Rồi đó luôn bà chủ ơi. Cây này nó ốm nhách cũng thành bà chủ rồi đó. Không, eo ốt rồi mà. Rồi, có eo đủ rồi mấy cái ốm em đi đó, đó. Rồi mấy anh nói quá em hết cái đường gấp mồi luôn rồi. Đó. Rồi, hoành thăng là 15 nha cô chú anh chị. Hoành thăng 15. Cái nhậu đâu mà gấp mồi không biết nè. Rồi, chiều cao là 64. Chiều cao 64 mấy cô chú ơi, đừng có ném nhẹ, đừng ném mạnh nhiều như con cô chú. Tán ngang là 68. Mã mã 21 này em giao lưu giá 1 triệu 9 nha cô chú anh chị. Anh về đi em lụm cúc là hương con em chồng. Quá trời hồi rồi, cô chú anh chị ném đá chửi chết luôn rồi. Dữ vậy. Mã số 21 này là giá 1 triệu 9 nha cô chú ơi. Rồi nhắc lại mã số 21 giá 1 triệu 9. Rồi. Mấy anh này nói quá rồi em hết biết đường đo luôn rồi cô chú ơi. Cái đó 21 phô này mã số 22. Rồi cây này lùng lực ha cô chú anh chị. Thân rồi. To ha cô chú. Lùng lực tầm thích nha cô chú. Nói chuyện cẩn thận nha trời chuyển mưa. Này mã số 22 nha cô chú anh chị. Mã số 22. Cái này mới gọi là lùng lực nè. Đúng rồi. Ăn khúc ha. Thì lùng lực mang khúc vậy đó. Hoành thăng là 28 tại vị trí này nha cô chú. Hoành thăng 28. Chiều cao là 46. Chiều cao 46. Tán ngang là 60. Tán ngang 60. Mã số 22 em giao lô giá 1 triệu rưỡi bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 1 triệu rưỡi luôn cô chú anh chị ơi, cây mã số 22 luôn cô chú ha. À. Rồi. Rồi đó cây. Đó cây kìa anh ơi. Quên anh ngồi đó nằm quạt quạt đi. Rồi tiếp tục là cây cúc hương mã số 23 cô chú anh chị ơi. Dán bay luôn, đầu hồi đầu luôn.
số 23 đó, tiếp luôn. Rồi, quanh thân là 17. Quanh thân 17. Chiều cao là 47. Chiều cao 47. Tán ngang là khoảng 66. Cúc Thọ Hương mã số 23 này em giao lưu giá 1 triệu 7 nha cô chú anh chị. Rồi, 1 triệu 7 luôn cô chú chị ơi, cây Cúc Thọ Hương mã số 23. Tiếp tục cây Đại Lộc mã số 24. Rồi, cuối cùng rồi. Cây cuối cùng cô biết hôm nay là cây Đại Lộc mã số 24 nha cô chú anh chị. Cây này là thường chậu chưa tết được cô chú ha, tàn đều hết. Để cái này ghép mấy năm hết rồi. Mã số 24 nha. 800k cho một cuộc tình 3 năm nha cô chú anh chị. Nói là con thú nó làm nè. Đại Lộc mã số 24 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cái cần 800k cho một cuộc tình tới nhà cô chú. Rồi quanh thân là 17,5 nha cô chú ơi. Quanh thân 17,5. Chiều cao là 47. Chiều cao 47. Tán ngang là 50. Mã số 24 em giao lưu là giá 800.000 bao ship nha cô chú anh chị ơi. 800k. Rồi. Rồi. Dạ cuối cùng thì em cũng chân thành cảm ơn đến cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ cho cây kiển Mỹ Châu ha. Em cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều. Giờ hôm nay em cũng mong tiếp tục cô chú anh chị ủng hộ cho em và yêu thương ủng hộ ha. Rồi em chân thành cảm ơn và xin chào cô chú anh chị. Rồi. Vừa hết hai luôn chú anh chị.